tôi là Khâm Sai Đại Thần Sứ Giả, dâng lệnh triều đình của Hồ Chí Minh đến đây để kêu gọi và thuyết phục ông đưa ông vào Cộng sản Việt Nam. Đức Thầy nói, nào ai đem sánh mình bên trước, ta đây không có đem so sánh với cái phàm phu tục tử của các ông đâu. Cho nên nếu ai mà còn có một chút tiểu nhân, ai có còn có một chút phàm phu tục tử thì nó không chào không mừng. Cho nên tên của nó là Mẫu Đơn. Mà Đức Thầy mà ở trên đầu của ông vua, mà ông vua biết đạo đức kìa. Chứ ông vua mà không biết đạo đức thì làm gì mình Đức Thầy đứng ở trên đầu của ông được. Hay, thưa toàn thể quý vị, vậy thì cái nghĩa của chữ Hoàng Anh là như thế đó. Nếu bàn tôn giáo chính phủ mà không thu hồi giấy phép hoạt động của đạo Phật giáo và Hảo lại thì là đại họa cho nước Việt Nam đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023. 12 nhân dân báo cáo việc tín đồ hòa hảo, nói Đảng Cộng sản Việt Nam là phàm phu. Kính gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ. Nhà nước cho toàn dân được tự do tôn giáo tín ngưỡng, tự do tìm hiểu, tự do nghiên cứu, tự do ngôn luận và tự do phát biểu mà hiến pháp và luật pháp đã quy định. Nên 12 nhân dân chúng tôi xin nêu các thắc mắc liên quan về bài giảng Phật giáo hòa hảo của ông giảng viên Nguyễn Văn Điền. 12 nhân dân chúng tôi có xem trên kênh YouTube Phật giáo hòa hảo ngày 21 tháng 6 năm 2023 có đăng bài Giáo hội Phật giáo hòa hảo thuần túy, chương trình nghi vấn cựu giảng viên Nguyễn Văn Điền. Bài giảng trong video này gieo cho nhân dân chúng tôi rất nhiều thắc mắc. Trong video này, ông Nguyễn Văn Điền, tín đồ kiêm giảng viên Phật giáo Hòa Hảo, đã đọc hai câu thơ của Ngài Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ đạo Hòa Hảo, viết dưới bút danh là Hoàng Anh. Đó là: nào ai đem sánh mình minh triết, mà dám lâm le mộng võ hầu. Thì bây giờ tôi là Khâm Sai Đại Thần Sứ Giả, dâng lệnh triều đình của Hồ Chí Minh đến đây để kêu gọi và thuyết phục ông đưa ông vào Cộng sản Việt Nam. Đấy. Đức Thầy chúng ta ôn cầu, không cần giấy bút gì cả, mà Đức Thầy chỉ ứng khẩu đáp quả lại năm bài tứ cú của cụ Phạm Thiều. Qua hai cái câu kết, Đức Thầy nói: nào ai đem sánh mình minh triết, chứ không phải là dám sánh. Nào ai dám sánh mình minh triết, thì cái chữ dám sánh đó nó là thuộc về khiêm tốn. Còn cái ở đây Đức Thầy nói, nào ai đem sánh mình minh triết, ta đây không có đem so sánh với cái phàm phu tục tử của các ông đâu. Đấy, như vậy. Cho nên ở đây Đức Thầy nói ta là Phật, cái minh triết của các ông là minh triết phàm phu, minh triết tục tử. Ta ở đây, ta là Phật, ta không có đem sánh mấy cái chuyện đó của các ông đâu. Thầy từ chối, thầy rầy ông Phạm Thiệu luôn.
mà dám lâm le mộng võ hậu? Tại sao ông dám đem cái chuyện phàm phu mà ông gắn đặt cho tôi? Như vậy là ông sai rồi. Thưa quý vị, đó là một cái lối từ chối của Đức Thầy. Ông Nguyễn Văn Điền giảng giải với các ý như sau: Đảng Cộng sản Việt Nam là triều đình của Hồ Chí Minh, cũng đồng nghĩa ông này cho rằng Bác Hồ là vua. Cán bộ đại diện cho Việt Minh, cho Đảng Cộng sản Việt Nam là khâm sai đại thần. Ông thầy Huỳnh Phú Sổ là Phật, nên xem việc tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam là sự phàm phu. Ông thầy Huỳnh Phú Sổ gọi sự minh triết của Đảng Cộng sản Việt Nam là minh triết của phàm phu tục tử. Ông Huỳnh Phú Sổ khi từ chối tham gia Việt Minh, tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã ký với bút danh là Hoàng Anh. Thì Đức Thầy bây giờ ứng khẩu đáp lại năm bài thơ đó rồi. Đức Thầy để là cái biệt hiệu gì quý vị nhớ không? Cái biệt hiệu ở đây là Đức Thầy để là Hoàng Anh. Đấy, chữ Hoàng Anh nó có nhiều nghĩa. Chữ Hoàng là sắc vàng, mà chữ Anh là bông. Đấy, như vậy là một cái loại hoa sắc vàng, là cái màu hoa rất là đẹp. Với hai ý nghĩa: một là ám chỉ mình là hoa mẫu đơn, vua của các loài hoa, chỉ nở trước người vua đạo đức, không nở hoa trước vua phàm phu tiểu nhân. Nghĩa thứ hai, cái từ Hoàng Anh mà Đức Thầy dùng, chữ Hoàng là vua, mà chữ Anh là bông, một loại bông, vua của các loài bông. Đấy, thì Hoàng Anh tức là vua của các loài hoa. Thưa toàn thể chư quý vị, bây giờ ở đây hoa cúc, hoa lan, hoa huệ, hoa hồng, hoa hướng dương, tất cả các loài hoa đều thuộc hạ của cái hoa mẫu đơn. Mẫu tức là mẹ, mẹ các loài hoa. Như vậy thì ở đây là Hoàng Anh tức là vua của các loài hoa. Cái loài hoa này nó là quân tử hoa, nó là đại hùng hoa. Đại hùng là nó không có sợ sệt ai hết á. Cho nên nếu ai mà còn có một chút tiểu nhân, ai có còn có một chút phàm phu tục tử thì nó không chào không mừng. Cho nên tên của nó là mẫu đơn. Hai là vật được cài trên vương niệm, tức có ý ngồi cả trên đầu vua. Cái nghĩa thứ ba của chữ Hoàng Anh, Hoàng Anh nghĩa là gì? Chữ Hoàng nghĩa là vua, như đã nói nãy giờ. Chữ Anh bây giờ không còn nói nó là hoa nữa, mà chữ Anh là cái sợi dây buộc ở trên cái trâm, cái kim khôi của ông vua. Cho nên quý vị nhớ là tương lan chi thủy thanh hề, khả dĩ trạc ngã Anh. Có nghĩa là sông tương nước chảy trong veo, thì ta lấy đó giặt lèo mũ ta. Sông tương nước cuộn phù sa, thì ta lấy đó đặng mà rửa chân. Như vậy thì cái chữ Anh này là cái sợi dây mão của ông vua. Hoàng là vua mà chữ Anh là dây mão, dây mão buộc. Như vậy thì Đức Thầy đáp lại cho ông cụ Phạm Thiều biết đó: tôi không chờ đợi một ông vua nào ban chức tước cho tôi, mà tôi là kẻ đứng trên đầu vua đây nè. Thưa quý vị, đây, như vậy thì Hoàng Anh tức là cái dây mão của ông vua. Vậy thì chữ Hoàng Anh này là đứng trên đầu của vua, chứ không có nghĩa là mời vua ban chức tước cái gì hết á. Nó độc đáo là ở chỗ đó đó. Đấy, cho nên nó quan trọng là ở chỗ đó. Mà Đức Thầy mà ở trên đầu của ông vua, mà ông vua biết đạo đức kìa. Chứ ông vua mà không biết đạo đức thì làm gì mình Đức Thầy đứng ở trên đầu của ông được. Đấy,
Thưa toàn thể quý vị, vậy thì cái nghĩa của chữ Hoàng Anh là như thế đó. Ghê gớm hơn, ông Nguyễn Văn Điền còn ẩn ý. Nếu ông Huỳnh Phú Sổ không hợp tác với ai đó, sẽ bị người đó giết. Trước và sau, không có ông Phật nào, ông giáo chủ nào hơn được Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ hết. Thì nếu là những người mà họ làm chính trị trong đất nước này, làm chính trị trên thế giới này, nhìn Đức Thầy mà không đem lòng ganh tị thì sao được à? Họ phải ganh tị thôi. Mà nếu ganh tị thì mời ông trở về với tôi, đặng ông hợp tác với tôi. Nếu ông không hợp tác tôi giết ông. Thế thôi, chứ không có gì lạ. Thưa toàn thể quý vị, là như vậy. Đọc lịch sử tôn giáo tôi nói rằng tiền vô cổ nhân, lai vô sư giả. Trước không có ông Phật, ông giáo chủ nào mà hơn được Đức Thầy hết rồi. Kính thưa quý vị, nghe lời giảng của ông Nguyễn Văn Điền, tín đồ kiêm giảng viên Phật giáo Hòa Hảo, nhân dân chúng tôi chú ý đến hai khái niệm được nhắc lại nhiều lần, đó là minh triết và phàm phu. Không biết Ngài Huỳnh Phú Sổ, giáo chủ đạo Hòa Hảo, dựa vào đâu để phân biệt hai khái niệm này? Và cũng không biết dựa vào đâu ông Nguyễn Văn Điền, tín đồ đạo Hòa Hảo, suy diễn ra ý tứ hai câu thơ của Ngài Huỳnh Phú Sổ để giảng giải những điều như trên. Nhân dân chúng tôi được biết, Việt Minh, tên viết tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, là liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái cách mạng, các đoàn thể dân chúng yêu nước đang cùng nhau đánh đuổi Nhật, Pháp, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, dựng lên một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là mặt trận tập hợp tâm trí lực của toàn thể nhân dân Việt Nam đưa đến chiến thắng tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Do đó, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một đất nước do nhân dân làm chủ. Tiếp nối lịch sử, ngày 14 tháng 10 năm 2023, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: một là đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Hai là nguyên tắc kiềng ba chân, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, là cơ chế kiểm soát quyền lực. Trong đó, mỗi chủ thể đều phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phải tuân theo hiến pháp, luật pháp. Đây là cơ chế, chế độ ưu việt nhất hiện nay. Cử tri tức là nhân dân. Nhân dân mới là quyết định tất cả. Nhưng mà có một cái vế rất quan trọng, ta nói và đầy đủ là dưới sự lãnh đạo của Đảng, cái mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ba cái chân kiểm rất chặt chẽ. Cuối cùng dân là cái quyết định. Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Kính thưa quý vị, Đảng cũng từ nhân dân mà có, nhà nước cũng từ nhân dân mà ra. Nhân dân làm chủ tiếp tục là đường lối, chủ trương và là sự phân công nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân làm chủ là lý do và mục tiêu duy nhất để Đảng Cộng sản Việt Nam và thể chế xã hội chủ nghĩa tồn tại và phát triển. Vì vậy, nhân dân làm chủ là hệ quả tất yếu và đặc biệt nhất mà trên thế giới chỉ có một quốc gia như Việt Nam chúng ta mới có. Hàng triệu chiến sĩ, đồng bào Việt Nam vì mục tiêu và lý tưởng này mà chiến đấu, hy sinh, tận tụy cống hiến. Cho nên, toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta
có quyền được thụ hưởng quyền lực lớn lao này. Vậy mà Ngài giáo chủ đạo Hòa Hảo, ông Huỳnh Phú Sổ, và tín đồ đạo Hòa Hảo, ông Nguyễn Văn Điền, lại đánh giá sự ưu việt này bằng danh từ phàm phu. Đức Thầy nói, nào ai đem sánh mình bên trước, ta đây không có đem so sánh với cái phàm phu tục tử của các ông đâu. Kính trình quý vị lãnh đạo, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân hay tổ chức hoặc đạo giáo, nhân dân, làm gì cũng phải thật đúng với hiến pháp và pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện nay, trên mạng có quá nhiều người bàn tán xôn xao về đạo Phật giáo Hòa Hảo. Người nói thế này, người nói thế kia, ai cũng cho mình là đúng. Phần tôn giáo và đạo giáo là do ban tôn giáo chính phủ đảm nhận. Vì thế, không thể để việc này kéo dài trên mạng được, làm mất uy tín của nhà nước Việt Nam. Nhân dân chúng tôi có xem trên mạng mới biết, đề nghị xóa bỏ tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, xét về lý do thì rất đúng. Thời gian gần đây, hoạt động của Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Mới đây, Bộ Nội vụ vừa phát đi văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về một số công tác đối với tổ chức này. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký, đề nghị các địa phương nếu phát hiện hội thánh trên cần giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Các địa phương không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa. Bộ Nội vụ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tin theo và xã hội của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, như hành vi xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xúc phạm, chia rẽ tín ngưỡng tôn giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người theo tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tôn giáo để trục lợi. Các cơ quan đơn vị, theo chức năng, quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hành vi trên không gian mạng. Bộ cũng đề nghị tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các tổ chức tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các hoạt động vi phạm pháp luật, tác hại do Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ gây ra, để nâng cao nhận thức, cảnh giác, đồng thuận xã hội, đồng thuận tôn giáo trong nhìn nhận, phê phán, phát giác, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đạo đức tôn giáo của Hội Thánh này. Đạo thì phải dạy người tu đạt đến chân, thiện, mỹ và phải có đầy đủ 12 phần cơ bản của một đạo như sau. 1. Phải có quyển giáo lý của pháp môn tu. 2. Phải có quyển giáo kinh của pháp môn tu. 3. Phải có quyển giáo lễ của pháp môn tu. 4. Phải có quyển giáo điều của pháp môn tu. 5. Phải có quyển giáo luật của pháp môn tu. 6. Phải có tôn chỉ của pháp môn tu. 7. Phải có cương lĩnh của pháp môn tu. 8. Phải có nội quy của pháp môn tu. 9. Phải có đạo phục của pháp môn tu. 10. Phải có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn tu. 11. Phải cho người thắc mắc hỏi tự do của pháp môn tu. 12. Phải có giấy cam kết là không làm chuyện mê tín. Kính thưa quý vị, đạo Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ đạo Hòa Hảo đã tự xác nhận rằng không cần phải treo bảng hiệu tu thành gì. Đạo Phật giáo Hòa Hảo lập ra không phải dạy người tu đạt đến chân, thiện, mỹ, mà đạo Phật giáo Hòa Hảo lập ra để cùng người Tây đánh Việt Minh, mà Việt Minh là do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Vì vậy, ông Huỳnh Phú Sổ lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo là để phá nước Việt Nam.
chớ không phải lập ra đạo hòa hảo, để dạy cho người dân Việt Nam đạt đến chân, thiện, mỹ. Do đó, nhân dân chúng tôi đề nghị với Ban Tôn giáo Chính phủ cho thu hồi giấy phép hoạt động của Đạo Phật giáo Hòa Hảo lại để trừ tai họa cho nhân dân Việt Nam. Đạo Phật giáo Hòa Hảo lập ra để dạy người tu thành quỷ núi. Người tu theo Đạo Phật giáo Hòa Hảo mà thành quỷ núi rồi thì hành nghề chửi người ta tối đa. Kính mời Bác Tổng Bí Thư và các quý vị xem những hình ảnh những vị tu theo Đạo Phật giáo Hòa Hảo mà thành quỷ núi rồi, họ chửi ghê lắm. Nếu Ban Tôn giáo Chính phủ mà không thu hồi giấy phép hoạt động của Đạo Phật giáo Hòa Hảo lại thì là đại họa cho nước Việt Nam đó. Tôn giáo người ta, mày đấu khiếu với ông Nhật Từ được, tại ông Nhật Từ nói bậy. Ông Nhật Từ cái danh dục của ông nó nổi lên tới bản họng rồi, mày chửi Nhật Từ đi, tao cảm ơn mày. Mày đừng có nói tôn giáo người ta, Đức Quỳnh giáo chủ người ta là ra cái tôn giáo là 84 năm nay rồi, người ta tín đồ biết nhiêu không? Tao nói thiệt với mày, cái gốc khe của mày được nhiêu? Nội tín đồ người ta mày muốn đánh lộn không? Mày muốn đấu chiến không? Tao rủ cái hạng như tao nè, tao đấu chiến với mày bày. Nè, mày muốn đấu chiến không? Đấu chiến với con quỷ nú cấm này, con hai nú cấm này, nó rủ như nó vậy nè. Nó kiếm đồng bọn của nó rồi nó đấu chiến với phe mày. Mày 13 người tao, nó thiệt với mày á. Tao cũng rủ 13 người phái nữ không? Cho mày biết. Tao he, tao hỏi mày lập chùa làm gì, mày trả lời không được chết mẹ mày nè. Ông là nhà sư mà, ông học bên Phật giáo chứ đâu phải ông học về tâm lý bác sĩ. Mà ông đi nói cách vợ chồng một tháng là bao nhiêu gì đó. Sao tôi thật là tôi mất cảo ông Nhật Từ. Biết rồi, mấy ông là nhà sư, bộ mấy ông là ma dương nhập vô đầu mấy ông hả? Mà mấy ông nói mấy cái đó chi vậy? Bộ ông có vợ hay gì? Ông đi chơi bời hay gì mà ông nói về cái chuyện mà vợ chồng ăn ở với nhau hả? Ông tính số tính này kia chi vậy? Tôi nghe cái đoạn đó cái tôi ứ hử rồi. Vậy ông Nhật Từ, ông vô giáo pháp để làm gì? Ông lột cáo và sao ông ra ngoài đi, rồi ông ăn chơi thỏa thích đi, rồi ông về ông học tâm lý của bác sĩ về cái đó đi. Trời ơi, xã hội bây giờ tôi là quỷ nè, tôi cũng nói pháp được vậy? Kinh giảng văn tự để thiếu gì? Không lẽ con quỷ mà không đọc được sao? Đôi ba câu sao? Cần gì mà ông Phật, cần gì mà ông trời, cần gì bà đất, mà cần gì thần thánh? Không có hiểu biết gì, ông là ma dương ma tần, đọc hai cho lại. Tôi ngủ ông phải chết á. Tin cho thằng mắt ông á. Vì là cái này Quỳnh Dũng, Quỳnh Du Di luôn hay gì? Quỳnh Du Di cho ông, chị thằng bắt ông không báo vợ nè. Dám đụng với tổ sư của cậu trời chánh xuất. Biết ông là ai không? Đền thăng của Đức Thầy là Lý Nhĩ, đại tử ruột của Hồng Quân Lão Tổ, đại tử thứ nhất á, là Lão Tổ đó. Chứ đâu phải tầm thường mà ông nói khơi khơi à. Ông giáng sanh xuất khỏi Việt Nam, nước Việt Nam là bao nhiêu, là Ngụy Trạng Trần Nguyên Khiêm cũng lão nè, Trần Thiên Đạo Dương cũng lão nè, Nguyễn Huệ cũng lão nè. Kính thưa quý vị lãnh đạo đảng và chính phủ, nhân dân chúng tôi có nghe khẩu hiệu Đạo Pháp đồng hành cùng dân tộc. Muốn đồng hành cùng dân tộc thì đạo phải giúp người dân sáng suốt, trí tuệ, đầy đủ tư cách một con người chân, thiện, mỹ. Muốn đồng hành cùng dân tộc thì đạo phải dạy con người trở nên sáng suốt. Đảng và nhà nước muốn cho nhân dân làm chủ thì người dân phải trở thành những nhân dân sáng suốt về mọi mặt, trí tuệ, tư cách, quyền con người và sự bình đẳng. Khi đó, nước Việt Nam ta với chủ thể là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ trở thành một đất nước ưu việt toàn diện. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào 12 nhân dân đồng ký tên, nơi nhận như trên, Ban trị sự Đạo Hòa Hảo để biết. Ông giảng viên Nguyễn Văn Điền, kênh YouTube Phật giáo Hòa Hảo để biết.